Xin chào các bạn trở lại kênh dầu nước của mình. Các bạn biết gì về phân loại dầu thủy lực và các loại dầu thủy lực ở trên thị trường? Như bạn biết thì trên thị trường có rất nhiều dòng thủy lực như là ABK, dòng thủy lực HM, HP, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về các loại dòng dầu thủy lực đấy. Thì đầu tiên là cái dòng dầu thủy lực HH là dòng dầu thủy lực không có chất phụ gia. Thứ hai là dầu thủy lực HL là dầu thủy lực có phụ gia chống rỉ và chống oxy hóa. Dầu thủy lực HM là dòng dầu thủy lực HL có phụ gia chống mài mòn. Và dòng dầu thủy lực HR là HL có phụ gia để tăng chỉ số độ nhớt. Và dầu thủy lực HV là dầu thủy lực HM cộng với phụ gia tăng chỉ số độ nhớt. Còn dầu thủy lực HG là dòng dầu thủy lực cộng HM cộng với phụ gia chống bám dính. Còn dầu thủy lực HLP là HM là phân loại theo ISO và HLP là phân loại theo DIN. Còn dầu thủy lực HLPD là dầu thủy lực HLP cộng với phụ gia chống tẩy rửa. Ngoài ra có một số cái dòng đặc chủng như là dòng thủy lực HS là dầu thủy lực tổng hợp có khả năng không có khả năng chống cháy, cũng như HF AE là dầu thủy lực chống cháy có 95% nước và nhũ dầu trong nước, và HFB là dầu thủy lực chống cháy có 40% nước và dạng nhũ nước trong dầu. Còn HFC là dầu thủy lực chống cháy có 35% nước dung dịch polymer gốc nước, và HEPG là dầu thủy lực environment gốc glycol tổng hợp. Còn HETG là dầu thủy lực environment gốc thực vật. Dầu thủy lực HEES là dầu thủy lực environment gốc este tổng hợp. Còn dầu thủy lực HEPR là dầu thủy lực environment gốc polya là lidin. Còn dầu thủy lực HFDU là dầu thủy lực chống cháy có thành phần không phải là các phosphor ester, ví dụ như polyester. Thì đó là một số chia sẻ về các loại dầu thủy lực ở trên thị trường cho các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe kênh giúp mình nhé. Mình xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.